Hello cả nhà, mình là tóm tắt phim đây. Như bạn đã biết ở tập trước, chàng Ho có kế hoạch vượt ngục để kết liễu bản thân. Nhưng lúc đó ngục trưởng giám sát camera thấy đó là Big Mao nên đã quay xe gấp, không thì anh cũng ý oảng. Ông cũng đã báo cáo sự việc này cho tên tài phiệt Gong Ji-hun. Hắn cũng dặn ông bảo kê không được để anh bị sao. Sau khi lấy được tiền thì sẽ cho ông một tí. Vậy là anh Ho này mình được có bảo kê rồi nhá. Lúc này trong phòng giam, anh cũng đang bị dày vò với suy nghĩ. Thằng nào đứng đằng sau cố gắng biến anh thành Big Mao vậy trời. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Miho tại bệnh viện. Vừa vào phòng làm việc làm quen thì đã thấy thái độ của đồng nghiệp khinh khỉnh rồi. Phải tôi đấm cho mấy phát. Đến giờ ăn, mọi người đi ăn với nhau mà không rủ và để cô trực một mình. Giao thuốc cho bệnh nhân với kinh nghiệm đầy mình thì việc này quá dễ đối với cô. Bỗng giao thuốc đến một bệnh nhân thì thấy có dấu hiệu ngưng thở. Không thể thấy chết mà không cứu, cô đã thao tác sơ cứu và ấn nút khẩn cấp để báo các bác sĩ đến hỗ trợ mình. Điều bất ngờ là chẳng ai trong bệnh viện để ý đến. Với kinh nghiệm dày dặn, cô đã tự tiêm thuốc cho bệnh nhân và cấp cứu thành công. Lúc này viện trưởng và các bác sĩ cũng đã đến, tưởng là được khen cơ chứ. Ai ngờ lại bị chỉ trích bởi tự ý dùng thuốc mà chưa sự đồng ý của bác sĩ. Cô cũng đã giải thích lúc đó không làm vậy, có lẽ bệnh nhân đã chết. Một bác sĩ khác đến nói cho Miho biết ở đây luật là vậy. Lần sau đừng tự ý cấp cứu, có vẻ như bệnh viện này đang giấu một bí mật nào đó. Đang suy tư về vấn đề này thì Miho nghe được câu chuyện bàn bên. Một người nhà bệnh nhân đang bị thuyết phục ký vào biên bản xác nhận. Nếu bệnh nhân sắp không qua khỏi thì bệnh viện để cho tèo luôn nha mọi người. Quay về tên ngục trưởng đang đếm xiền tháng này mà các tù nhân đóng cho hắn. Sau khi đếm thấy chưa đủ một tina nên vẫn chưa hài lòng, hắn ra lệnh triệu tập các tù nhân và phân loại ra. Đứa nào chưa đóng cho anh thì không được hưởng chế độ VIP nhé. Chàng Hồ cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi fanboy của anh thì mới biết là nhà tù có chế độ độc tài này. Còn lý do ông chú thầy bói được xếp hạng A là do mỗi tháng ông vẫn rút quẻ cho tên quản ngục một lần nên mới được vậy. Một tên tù nhân khác có đóng tiền hàng tháng mà không được gọi tên. Vừa chạy lên ý kiến chưa kịp nói là nguyên nhân là tháng này quên mất nên bị loại luôn và bị ăn vụt. Thấy bất bình, chàng Ho ra tay can ngăn. Anh dở một bài văn luật ra thì nhận lại được câu nói của tên ngục trưởng ở đây. Phép vua thua lệ làng nhá. Lời ta nói ra chính là luật, không ai được cãi. Thế là anh Ho nhà mình bị xách cổ đi. Lúc này chàng Ho và các tù nhân xếp hạng B phải đi làm việc. Còn những tên được xếp hạng A thì được hưởng phúc lợi tù tên quản ngục. Ba tên tù nhân VIP này vẫn chưa từ bỏ ý định thử Chang Ho. Hắn đang âm mưu với tên đại ca trong tù để thực hiện kế hoạch khác. Chuyển cảnh sang anh Chang Ho nhà ta và mọi người bị bắt dọn xít. Nhìn thôi mà cũng thấy bốc mùi quá a. Một tên trong đó và anh tử tù tính lao vào giã nhau thì té ngã người xuống. Bị cười nhạo, anh lao liên tiếp thì lại tắm phân thêm lần nữa mới cay. Tên đại ca trong tù cho gọi một tên thuộc hạ đến, hỏi là có phải vợ mày cần tiền để phẫu thuật phải không và cần bao nhiêu tiền. Mình đoán là tên đại ca cho tiền tên này để hãm hại Chang Ho nha mọi người. Ngoài sân anh đi lại suy nghĩ, những tên kia thì đang ổn định chỗ ngồi, chắc là đang chờ xem vở kịch gì đó. Tên vừa nãy bước vào với khuôn mặt đầy sát khí, quản ngục ngồi quan sát cũng đã thấy, tiếng còi cảnh báo đã vang lên, tên kia cũng bắt đầu ra tay từ đằng sau. May nhờ mọi người ho báo cho nên Chang Ho phản ứng né kịp. Hai bên tiếp tục giã nhau không chợt phát nào, nhưng tay không đương nhiên là không ăn lại được dao. Rồi, Chang Ho bỏ chạy vào đám đông, nhưng tên kia vẫn không từ bỏ ý định giết anh. Tình huống chỉ cần sơ sẩy một chút nữa là Chang Ho được lên bàn thờ ngắm gà rồi. May có cảnh sát đến kịp thời, vẻ mặt của những tên đại ca khá là buồn khi không kịp được anh. Chang Ho ngồi dậy, nhìn về những người đó với một suy nghĩ, chắc chắn là những tên này không phải là người ghét anh với tội danh là Big Mao. Biết người muốn giết mình thì cũng đã biết, còn người đang biến anh thành Big Mao vẫn là lời giải không có đáp án. Kế tiếp Chang Ho được quản ngục gọi vào phòng nói chuyện. Tôi đã cứu cậu bao nhiêu lần rồi đấy, cậu biết không? Anh Ho đáp lại là thế tôi phải cảm ơn ông sao? Đợi gì? Điều ông muốn biết là sự thật. Ông còn tiếp tục xin một sách từ đống tiền 100 tỷ mà của Big Mao lấy được từ tên tài phiệt. Anh Ho vẫn im lặng không nói gì hết. Hắn tiếp tục nói lý do anh còn sống được tới bây giờ là tên Ji-hun vẫn đang tin anh là Big Mao. Anh tiếp tục im lặng cho đến khi hắn hăm dọa đụng vào gia đình của anh. Ánh mắt lạnh lùng kèm câu nói không được đụng vào gia đình tôi. Ông dám động vào một sợi tóc của gia đình tôi thì tôi sẽ giết ông. Ji-hun và tất cả tay sai của hắn, ngay cả gia đình ông tôi cũng không tha. Tên quản giáo vẫn còn đang cười nhạo anh cho đến khi Chang Ho nghiêm túc nói câu tôi. Mao thì nụ cười trên mặt quản ngục tắt lịm. Anh còn dặn dò thêm câu ông chống mắt lên mà xem tại sao tôi là Big Mao. Miho đang ngồi chờ ở trạm xe buýt và nhớ lại chuyện ngày xưa. Hôm đó Miho vừa chia tay người yêu, gọi Chang Ho đến tâm sự và nhậu say. Cô được anh cõng về. Trên đường cô khóc nói người yêu bỏ cô vì quen được người mới đẹp hơn cô. Lúc này hai người mới chỉ là bạn thân nha. Đến một đoạn đường Chang Ho thả cô xuống để cho bà ấy nôn. Anh cũng thì thầm tỏ tình. Tớ đã bắt đầu học luật rồi và cố gắng tốt hơn người yêu cũ của cậu. Cô trả lời, còn mặt cậu thì sao? Anh người yêu tôi đẹp trai hơn cậu nhiều, thật nhói lòng quá. Lúc này anh hứa nếu cô yêu anh thì sẽ không bao giờ làm cô khóc. Vậy mà từ đầu phim giờ toàn thấy anh làm bà khóc thôi. Miho khóc nức nở, anh ôm cô vào lòng dỗ dành. Bên kia đường tên thị trưởng cũng đang chú ý đến Miho.
Ở nhà vợ thị trưởng đang chuẩn bị cho đêm nay bạch bạch bạch. Hình như hai người này chưa có con nên cô vợ đang cố gắng. Nhưng hiện tại trong đầu ông thị trưởng thì toàn là công việc. Điều này khiến cô vẫn buồn hết mức. Quay trở lại hố phân, Trang Hồ vẫn tiếp tục công việc. Anh vẫn đang suy nghĩ về anh sống tốt thế này mà tại sao lại có người muốn hãm hại Mao. Đây chắc cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Đến giờ ăn cơm mọi người được 30 phút dùng bữa, nhưng nhận được phần cơm lèo tèo, tức nước vỡ bờ. Trang Hồ đứng lên kêu gọi mọi người theo anh để đòi phần ăn. Lúc này ra dáng ông trùm thứ thiệt rồi đấy cả nhà. Trước mặt cảnh sát và sự chú ý của mọi người, anh đòi phần ăn. Tên cảnh sát yêu cầu quay về ngay. Tưởng hét lên mà anh sợ à? Thế là anh hất xô phân vào người mấy anh cảnh sát. Chơi vậy thì ai chơi lại với anh? Cảnh sát bắt buộc phải gọi thêm chi viện thôi. Đang gây cấn tên trưởng ngục cùng với ba tên tù vít đến. Ông yêu cầu anh bỏ vũ khí thượng cổ xuống, không thì hôm nay sẽ chết đấy. Nhìn mặt ông xem tôi có sợ không? Anh đi lại thì thầm với ông quản ngục. Không phải tôi đã cảnh báo ông rồi sao? Ông tưởng tôi nói giỡn à? Lúc này ông quản ngục mới nhớ lại rồi rén. Thấy thế Trang Hồ tiếp tục hét lớn đòi đồ ăn trước sự chứng kiến nhiều người anh đã thắng. Chuyện này cũng là những tên trùm ở đó thấy khó hiểu. Ông quản ngục giải thích Trang Hồ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông rồi, nên không làm gì được hắn. Đến phòng ăn anh hô nhà ta được tung hô chiến thắng vừa rồi. Nhờ anh mà mọi người được bữa ăn no. Đang dùng nữa thì anh nhận được thông báo là anh có người đến thăm. Thì ra vợ anh đến tìm anh vì chuyện anh muốn ly hôn để không bị liên lụy đến vợ sau. Án, ôm anh vào lòng và trách móc anh một trận. Nếu ngược lại em ngồi tù như vậy thì anh có đồng ý bỏ em không? Thật ra ông cũng muốn tốt cho vợ. Nhìn hai vợ chồng khóc mà mình muốn rớt hết nước mắt nước mũi theo luôn á. Kết thúc buổi thăm anh bị nhốt vào phòng biệt giam vì cầm đầu chuyện vừa nãy. Đối diện với bốn bức tường, anh suy nghĩ sẽ cố sống vì gia đình mình và cố gắng tìm ra kẻ hãm hại anh. Quá nhiều biến cố làm Trang Hồ thay đổi thành một con người khác. Từ ánh mắt của anh cũng đủ làm người khác sợ hãi. Từ bây giờ, anh chấp nhận thân phận mới của mình chính là Big Mao. Mình sắp tới anh sẽ có một kế hoạch trả thù. Kế hoạch đó là gì? Mọi người theo dõi cùng mình nhé. Bước đầu anh Hồ nhận đệ tử, nhờ ông fanboy của mình truyền bá ai theo anh sẽ nhận được điều ước. Mục tiêu là thu nhận được 50 người, nhưng cuối cùng thì chỉ có vài người tham gia vì mọi người nghĩ anh đang ảo tưởng. Những người tham gia được tập hợp tại nhà nguyện trong giờ tôn giáo, nơi đó để họ nói ra điều ước để anh Hồ thực hiện. Người đầu tiên chính là ông chú thầy bói, muốn tham gia với mục đích về con gái bị tai nạn thất lạc. Ông vào tù là do tìm lý do của vụ tai nạn mới vào đây. Thấy thương cảm nên anh Hồ đồng ý và giữ thông tin con gái bị thất lạc để anh giúp. Còn giúp thế nào thì chưa ai biết. Kế tiếp là tên tử tù anh Hồ dạy dỗ lúc đầu tháng, muốn thực hiện điều ước cứu mẹ mình bị ung thư. Tuy một tên sát nhân, nhưng đối với gia đình hắn vẫn là con có hiếu. Nghe xong anh Hồ đồng ý và bảo hắn ghi lại thông tin và địa chỉ bệnh viện anh sẽ giúp hắn. Quay về Miho đang tích cực tìm manh mối về chứng cứ của một nạn nhân bị ba tên đồng bọn hôn sát hại. Đa số những ý kiến đều nói xấu nạn nhân đó, nhưng ngược lại thì những bệnh nhân ở đó đều nói tốt về nạn nhân bị sát hại. Điều này càng thể hiện bệnh viện này đang che giấu một bí mật nào đó rất lớn. Một người phụ nữ ngồi gần đó nghe được câu chuyện đang chú ý đến Miho. Trong văn phòng, viện trưởng đã biết cô là vợ của Park Trang Ho, yêu cầu cô tự động xin nghỉ việc, nhưng chị phản đối vì chị chỉ là vợ Trang Ho chứ không có liên quan gì đến công việc. Đúng là người đứng đầu một bệnh viện không thích vòng vo, trực tiếp bảo cô nghỉ việc. Miho tiếp tục hỏi về nạn nhân từng làm việc ở bệnh viện bị sát hại. Điều này làm viện trưởng không vui liền tuổi cô ra ngoài. Vừa ra văn phòng thì người phụ nữ vừa nãy tiếp cận Miho nhờ cô giúp đỡ. Bà ấy nói là không tin ai ở bệnh viện này muốn nhờ Miho giúp. Lúc này trưởng y tá đi đến thì người phụ nữ kia cũng tránh né và rời đi ngay. Nhiều câu chuyện bất thường ở đây khiến sự nghi ngờ trong cô càng lớn đối với bệnh viện này. Về phòng giam đặc biệt, ba tên tù VIP vẫn đang cố gắng thuyết phục ông quản ngục giải quyết Trang Hồ, nhưng ông từ chối vì anh đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Không còn cách nào khác, những tên đó đánh vào tâm lý sẽ cho ông vài trăm triệu, nhưng ông vẫn lo ngại về phía chủ tịch Hun. Những tên kia bảo là đừng lo, bọn hắn đã có diễn viên sắp xếp hết rồi, chỉ cần ông đừng nhúng tay vào là được. Sau một lúc thuyết phục thì tên quản ngục cũng đồng ý. Anh Hồ nhà ta sắp gặp chuyện nữa rồi. Lúc này ba tên tù nhân đặc biệt vào ở cùng phòng với Trang Hồ, mọi người trong đó cũng nhận ra rằng mọi chuyện không ổn. Bất ngờ tên muốn giết anh vừa rồi quỳ xuống xin lỗi mong anh tha thứ. Trang Hồ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, đương nhiên là không đơn giản như vậy rồi. Vào ban đêm tên đó nhìn chằm chằm vào Trang Hồ dường như đang tính làm gì. Anh cũng đã cầm sẵn vũ khí phòng thân, may mà hắn chưa động gì mà chỉ đi vệ sinh, và anh cũng nhận ra rằng những tên này được sắp xếp đến. Chắc chắn là ông ngục trưởng cũng đã nhúng tay vào, chờ xem anh sẽ đối phó như thế nào. Hôm nay được làm công việc nhẹ hơn đó là chăm sóc vườn rau. Những tên hôm qua cũng tỏ ra rất thành khẩn khi đem đồ ăn đến cho Trang Hồ. Lúc nãy còn đang thành khẩn, còn bây giờ thì chuẩn bị đồ để thịt anh Trang Hồ nhà mình rồi. Bên này thì đảm bảo tính mạng cho Trang Hồ, tên quản ngục cũng đã dặn dò viên cảnh sát chuẩn bị nhân viên y tế và dặn chỉ đâm một phát thôi. Anh Hồ và mọi người đang cùng nhau xử lý rác thì bọn người này cầm hung khí lao vào tấn công anh. Anh Hồ chuẩn bị bị xiêm thì ngờ đâu fanboy đến hỗ trợ. Thực ra ba tên này chỉ là mồi nhử,
còn tên tử tù mới là con bài tày để giết anh. Chàng hồ đứng ngơ người ra chuẩn bị bị đâm thì ông chú thầy bói đã ra đỡ hộ anh. Tên tử tù định giết luôn ông thầy bói. Chàng hồ đến cứu và đá hắn một phát. Hình như ông chú bị thương khá nặng. Sự tức giận của anh đã đến đỉnh điểm. Kế tiếp anh sẽ làm gì để trả thù, và cô vợ Miho cũng đã tìm ra bí mật của bệnh viện. Tập này kết thúc ở đây. Để tiếp tục theo dõi tập sau sớm nhất thì mọi người follow và subscribe cho bọn mình nhé. Chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui và may mắn.